Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hải Vân, tổng giám đốc trung tâm đào tạo chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Tập Thân Liệu Pháp. Ngày hôm nay thì tôi cũng xin thông báo với các bạn là theo cái nguyện vọng mong muốn của rất nhiều người yêu thích về cái phương pháp khỏe đẹp Tập Thân Liệu Pháp, thì mọi người rất là khát khao mong mỏi được học cái lớp ở tại Hà Nội. Thì nhà Vân thông báo là đến ngày 21 tháng 6 năm 2024 này thì Vân xin báo sẽ mà mong muốn khao khát là để có một cái nghề là làm đẹp khuôn mặt chỉ bằng đôi bàn tay và chỉnh hình được trên cơ thể, những cái lệch lạc ở trên cơ thể được chỉnh đốn để trở thành cái người cân đối và được mạnh khỏe, thì hãy khẩn trương đăng ký với ban tổ chức để có thể kịp thời tham gia khóa học để chúng tôi báo cáo với bên trường, bên viện tạo hình thẩm mỹ không xâm lấn của trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng để chúng ta có thể hoàn tất thủ tục hồ sơ. Và cũng chiều theo cái nguyện vọng mong muốn của các bạn ấy, là vừa rồi thì khi được hợp tác với trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng thuộc Viện Tạo hình Thẩm mỹ không xâm lấn thì đã tổ chức được 2 lớp, mỗi một lớp là gần 20 học viên rồi. Thì bây giờ có những cái bạn học viên mà biết đến về sau này cũng đều rất là khao khát mà học hỏi ấy, thì các bạn có thể kịp thời đăng ký cái lớp này. Và một cái điều nữa để phục vụ được cho đông đảo các bạn yêu thích về phương pháp này ấy, thì bây giờ Vân đã tổ chức các cái lớp mà mình học có thể linh hoạt được,